Xin chào mọi người đã quay trở lại với Tinh Tế. Hiện nay thì để học tiếng Anh, mọi người thường có nhu cầu là lên App Store hoặc là CH Play để chúng ta tìm kiếm những cái ứng dụng có thể giúp chúng ta tự học được tiếng Anh. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giúp mọi người tổng hợp và chọn lọc 5 ứng dụng học tiếng Anh. Và những cái ứng dụng học tiếng Anh này đã được rất là nhiều người sử dụng, cũng như là những thầy cô trong quá trình ôn luyện và dạy IELTS khuyến khích sử dụng. Cùng bắt đầu nhé! Đầu tiên sẽ là BBC Learning English. Thì đây là một trong những cái app mà Đan Anh đánh giá rất là cao bởi vì cái độ đa dạng về tin tức cũng như là nguồn tin của nó. Với cái app BBC Learning English này thì các bạn sẽ giống như là mỗi ngày chúng ta lên đây học tiếng Anh và cập nhật tin tức. Mỗi ngày thì sẽ có những cái nội dung khác nhau. Và điểm mạnh của ứng dụng BBC Learning English này là nó sẽ có những cái video ngắn. Và trong cái video đó nó sẽ cung cấp cho mọi người từ mới nè, các thành ngữ, các dạng ngữ pháp và có giải nghĩa ra bằng tiếng Anh luôn. Cái bên cạnh thì trong suốt cái quá trình video đó thì họ cũng sẽ transcribe lại cho chúng ta đầy đủ để mà mọi người có thể vừa nghe vừa học và vừa học được những cái thành ngữ mới và từ mới. Với cái BBC Learning English này này, mọi người có thể thấy là giao diện của nó được trình bày rất là trực quan và rất là nhiều mục để cho chúng ta có thể chọn. Bên này thì những cái để chúng ta có thể luyện tập, ví dụ như là học tiếng Anh phân loại theo mỗi ngày, hay là dành cho công việc, hay là đọc tin tức thôi, hay là học tiếng Anh qua những cái kịch. Tiếp theo thì nó cũng sẽ luyện cho chúng ta được hai kỹ năng quan trọng, đó chính là kỹ năng đọc và kỹ năng nghe. Ở trong phần này thì chúng ta sẽ có riêng một cái mục là pronunciation này, grammar, vocabulary, hay là tiếng Anh dành cho giáo viên hay là giáo viên dạy trẻ. Nói chung là có rất là nhiều nguồn tài liệu thì rất là phong phú, nó không khác gì bản tin BBC cả, nên các bạn có thể lên đây và cập nhật mỗi ngày. Tiếp theo sẽ là một ứng dụng giúp các bạn học từ vựng hiệu quả hơn, đó chính là Vocabulary Builder. Thì cái ứng dụng này nó có một điểm hay là nó phân loại những cái từ vựng cần được học theo những cái dạng đề thi khác nhau. Ví dụ như là TOEFL hay là IELTS hay là SAT. Ví dụ như nếu như mà các bạn chọn IELTS như thế này á, thì nó sẽ có những cái mức độ từ khác nhau nữa. Ví dụ như là từ thông dụng, từ dễ cho đến những cái từ rất là khó. Thì các bạn vào đây, chúng ta có thể vừa chơi game vừa học trong này luôn, thì mình thấy nó cũng rất là hiệu quả. Mỗi ngày chúng ta dành từ khoảng 5 tới 10 phút và cố gắng duy trì thói quen này thì mình nghĩ vốn từ vựng của chúng ta sẽ càng ngày càng được trau dồi phong phú hơn. Một ứng dụng tiếp theo nữa cũng rất nổi tiếng, đó chính là Elsa Speak. Ứng dụng này thì chắc mọi người nghe cũng nhiều rồi. Đơn giản là thế mạnh của nó sẽ giúp chúng ta có thể luyện đọc và luyện nói được tốt hơn thông qua cái việc là ứng dụng này sẽ thu voice, giọng nói của chúng ta và so sánh xem là chúng ta giống bao nhiêu phần trăm với cái cách phát âm cũng như là cách đọc của người bản ngữ. Một cái nhược điểm nho nhỏ đó chính là chúng ta phải trả phí thì chúng ta mới có thể sử dụng full những cái option trong cái ứng dụng Elsa này được. Trong đó thì mình thấy với mỗi cái bài học á, thì chúng ta sẽ được thứ nhất là có từ mới này, và cái cách đọc từ cũng khá là chuẩn. Các bạn có thể thu âm lại giọng mình và để cho cái ứng dụng này phân tích xem là bạn đọc đúng được bao nhiêu. Và ngoài ra trong cái ứng dụng Elsa cơ bản mà các bạn chưa có nâng cấp bằng trả phí á, thì nó sẽ có hai mục chính là Regular và Advanced. Thì cái Regular này á, nó chỉ sửa những cái từ phát âm của bạn thôi, còn ở mức độ Advanced thì nó sẽ sửa cả một cái câu nói luôn. Và một điểm tiện ích nữa của Elsa đó chính là với những cái từ mới thì nó sẽ hiện cái phần lookup ở dưới rất là tiện về cách phiên âm IPA này, rồi cả định nghĩa bằng tiếng Anh, tiếng Việt, rồi cả có câu ví dụ, hình ảnh minh họa. Nói chung thì mình thấy cái ứng dụng Elsa này sẽ rất là tốt cho cái việc đọc và nói, hơn nữa thì cũng bổ sung kiến thức từ vựng. Thứ tư sẽ là Quizlet. Quizlet là một cái công cụ giúp các bạn học tiếng Anh mà mình cũng rất là thích nó bởi vì cái tính giúp cho người học có thể tự lập hơn. Thay vì đưa sẵn những cái nguồn tài nguyên, những cái hệ thống từ vựng ngữ pháp sẵn cho người học á, thì với cái ứng dụng Quizlet này bạn sẽ tự là người tự soạn ra bài để mình ôn. Và Quizlet này á, thì cũng rất là đơn giản, bạn có thể đăng nhập bằng account Facebook, sau đó thì tự động tạo cái lesson plan cho mình. Ngoài việc là tự tạo lesson plan á, chúng ta còn có thể tự tạo những cái hệ thống từ mới để chúng ta cần học những từ nào chúng ta có thể add vào, và cả định nghĩa và ví dụ của nó. Và sau khi các bạn tạo xong cái bài học đó rồi thì Quizlet sẽ hỗ trợ cho bạn bằng cách là nó sẽ đưa ra cho bạn những cái công cụ game, ví dụ như là chơi game bằng flashcard, hoặc là có những cái cách học mà bạn sẽ sử dụng cái bài ôn tập của mình và áp dụng vào cái cách học của Quizlet cho sẵn thì chúng ta hoàn toàn có thể chơi được. Ví dụ như là nối từ match match như thế này nè.
Không chỉ dừng lại ở đó, Quizlet ngoài việc là cho chúng ta tự tạo nên bài học của bản thân thì bạn cũng có thể hoàn toàn kiếm được những cái bài học của những đối tượng người sử dụng Quizlet này trên khắp thế giới, những người đang ôn IELTS giống như bạn hay là cùng một cái chủ đề nào đó. Ví dụ như là các bạn search từ khóa là vocabulary IELTS và search thì nó sẽ ra rất là nhiều những cái bài học của những người học khác khi mà sử dụng Quizlet này cũng họ soạn ra, và chúng ta có thể trao đổi bài tập bài học cho nhau. Và hơn nữa thì ngoài việc tạo bài học, chúng ta còn có thể tạo những cái lớp học để mà những cái lớp học cùng thi học IELTS nào, hay là thầy cô giáo viên có thể tự tạo những cái lớp này để chúng ta có thể tham gia vào và chia sẻ tài liệu và học cùng nhau. Cuối cùng, một ứng dụng mà mình nghĩ đây sẽ là một cái ứng dụng phù hợp với rất nhiều người, thay vì những cái ứng dụng khác nó có những cái định nghĩa bằng tiếng Anh 100% hay là có mức độ khó cao cấp hơn dành cho những bạn thi những cái bằng cao cấp hơn, học thuật hơn, thì với cái ứng dụng cuối cùng là Duolingo mà Đan Anh muốn giới thiệu cho các bạn á, thì đây là một cái ứng dụng nó có cái giao diện rất là dễ thương, sinh động và rất là làm cho chúng ta có thể dễ nhớ nữa, bằng cách là học các từ, nó cũng có dạy ngữ pháp luôn. Và với cái Duolingo này thì bạn không chỉ học một ngoại ngữ là tiếng Anh mà còn có thể sử dụng nó để học nhiều loại ngôn ngữ khác, ví dụ như là tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ý, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, nói chung rất là nhiều. Ngoài ra thì nó cũng có những cái bộ bài để cho chúng ta có thể học từ mức cơ bản đến nâng cao, từ vỡ lòng đến advanced luôn. Ngoài ra thì nó cũng có những cái cấu trúc ngữ pháp nữa. Và mình nghĩ cái ứng dụng này sẽ rất là phù hợp cho những người nào mới bắt đầu học một cái ngoại ngữ mới, và đặc biệt là trẻ em. Và vừa rồi là 5 ứng dụng mà mình đã giới thiệu và chia sẻ cho các bạn, để các bạn có thể dùng nó để tự học tiếng Anh cũng như là những cái loại ngoại ngữ khác hiệu quả hơn. Nhưng mà mình cũng còn có thêm 2 cái app nữa mà mình nghĩ nó cũng sẽ rất phù hợp. Nếu như mà bạn nào vẫn còn đang muốn tìm kiếm một cái ứng dụng nào đó giúp các bạn học tiếng Anh có cách thức đa dạng và phong phú hơn, thì cái app tiếp theo sẽ là Cake. Cái app này thì cũng mới nổi lên gần đây thôi. Nó có một cái ưu điểm, đó chính là nó chọn lọc ra được những cái trích đoạn trong những cái bộ phim hoạt hình hay là phim Hollywood nổi tiếng, trích ra những cái câu nói thông dụng nhất của người bản xứ một cách tự nhiên nhất, rồi sau đó cho bạn nghe và học theo. Cái thứ hai nữa là với cái app Cake này á, nó sẽ giúp cho mọi người có thể từ một ý nhưng mà học được nhiều cách biểu đạt khác nhau trong tiếng Anh. Và quan trọng hơn nữa, nó cũng có một cái điểm cộng từ Elsa, đó chính là có thể giúp các bạn ghi âm và kiểm tra cách phát âm của mình. Và tiếp theo, một ứng dụng nữa mà Tinh Tế cũng đã từng có làm video về cái ứng dụng này rồi, đó chính là Cambly. Thì nói chính xác hơn, đây là một cái ứng dụng giúp các bạn có thể gọi video call trực tiếp với gia sư của mình. Và người gia sư này thì bạn hoàn toàn có thể chọn được. Bạn vẫn phải trả phí để có được full cái option, full cái lộ trình bài học. Và với cái ứng dụng Cambly này thì bạn có thể chọn giáo viên, gọi trực tiếp cho họ và chọn cả quốc gia của người gia sư này. Những cái người gia sư này sẽ cho các bạn một cái lộ trình học. Trước hết thì người ta thường là sẽ test thử xem trình độ của bạn ở đâu và áp cho bạn một cái lộ trình học phù hợp. Nói chung là mình thấy đây là những cái app mà các bạn nên có để cho chúng ta có thể học ngoại ngữ tự lực cánh sinh một cách hiệu quả hơn. Và các bạn nghĩ sao về những cái ứng dụng học tiếng Anh này thì đừng quên để lại phía dưới phần comment cho tụi mình cùng biết với nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!